Chào các bạn, trong bài hình hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hoàn thành phần rewrite cho phần module game online. Trong bài hình trước, khi chúng ta bấm vào một game nào đó thì chúng ta đã tạo được link thân thiện cho game này. Bạn thấy là trên đường link chúng ta thì cái game này là nó đã là link thân thiện. Và trong cái phần play game này chúng ta, các bạn thấy là chúng ta có một cái link là tải game về máy. Khi các bạn bấm vào link này thì nó sẽ báo lỗi, vì bây giờ các bạn thấy là nó hiểu là cái thư mục include này của chúng ta là nó nằm trong thư mục game Samba, rồi nó nằm trong thư mục game cát chính. Bây giờ chúng ta phải sửa lại link tuyệt đối cho mục tải game về máy. Các bạn hãy mở trang play game lên. Trong trang play game này các bạn tìm link tải về máy, chỗ bên trong địa chỉ href này các bạn hãy echo biến $url vào để chúng ta đưa địa chỉ website vào bên trong đường dẫn link của mục tải game về máy. Sau đó các bạn review lại trang play game của chúng ta thử. Bây giờ các bạn hãy thử bấm vào link tải game về máy thì bạn thấy bây giờ nó đã cho chúng ta tải cái game này được về máy. Và bây giờ chúng ta cũng hãy kiểm tra luôn cái phần danh mục game. Khi các bạn bấm vào danh mục game thì bạn thấy là nó cũng báo lỗi luôn. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục, chúng ta tiến hành rewrite cho phần danh mục game. Thì đối với danh mục game thì khi chúng ta bấm vào một danh mục game nào đó, bạn thấy là cái link gốc của chúng ta là chúng ta link tới layout danh mục game online.php và chúng ta truyền vào mã số card. Thì mã số card này chính là ID danh mục game. Bây giờ chúng ta sẽ rewrite thành dạng là đầu tiên là địa chỉ website, sau đó là game card. X game card là cái từ mà chúng ta tự chim vào, còn X này chính là đại diện cho cái card này và nó là chính là mã số ID thể loại game. Và cái danh mục game người ta bấm vào, chúng ta sẽ lấy cái tên danh mục game đó chúng ta chấm html. Thì đối với dạng này thì chúng ta sẽ dễ làm, còn đối với dạng bên dưới này thì sẽ là khó. Thì đối với dạng bên dưới này là chúng ta khử luôn cái mã số card này bên trong cái đường dẫn thân thiện chúng ta, và trong đường dẫn bên dưới này chúng ta chỉ có cái tên thể loại game thôi, thì đường dẫn bên dưới này sẽ đẹp hơn. Bây giờ các bạn hãy tiến hành, các bạn mở trang menu danh mục game lên, các bạn hãy vào layout game online. Thì bạn thấy phần menu của chúng ta là chúng ta đang gọi trang menu danh mục game. Do đó các bạn hãy mở trang menu danh mục game lên. Trong trang này là bạn thấy là chúng ta có một cái link gốc. Đây là cái link gốc. Cái link này các bạn hãy copy xuống bên dưới để chúng ta lưu trữ lại. Sau đó các bạn khóa link này lại. Bây giờ chúng ta sẽ rewrite link này. Đầu tiên trong địa chỉ link của chúng ta sẽ là địa chỉ website. Chỗ này chúng ta chìm vào chữ game card, có nghĩa là game category, có nghĩa là danh mục game. Và cái này chính là X chính là đại diện cho ID thể loại game. Ví dụ người ta bấm vào danh mục game có mã số là 10 thì chỗ này nó sẽ là game card 10. Và chỗ này chúng ta xuyệt, và trong cái mẫu này là chúng ta xuyệt cái tên thể loại game chỗ này và chấm html. Đối với cái tên thể loại game thì các bạn lấy bên trong request ra, sau đó các bạn chấm html. Thì đối với cái tên thể loại game này thì chúng ta cũng sử dụng việc decode để chúng ta cắt bỏ tiếng Việt cho nó. Sau cái móc vuông này thì các bạn cũng đóng móc lại. Khi các bạn sử dụng việc decode thì phía dưới dòng kết nối connection này các bạn cũng hãy gọi trang việc decode.php. Bây giờ các bạn hãy lưu trang này lại. Bây giờ các bạn hãy quay lại trang play game của chúng ta thử. Các bạn refresh lại. Bây giờ các bạn hãy thử bấm vào danh mục game kinh dị. Thì sau khi định nghĩa xong thì chúng ta phải vào bên trong file .htset để chúng ta định nghĩa cho cái phần link ảo mà chúng ta vừa mới tạo ra chỗ này. Bây giờ các bạn hãy vào file .htset để các bạn định nghĩa cho nó. Thì đối với link này thì chúng ta chỉ truyền lên có một tham số thôi. Do đó các bạn có thể copy cái link bên dưới này, các bạn dán xuống.
chỗ này chúng ta sẽ là chim vào cái từ là game card. Cái dấu sao này là đại diện cho ID thể loại game, còn dấu sao này là đại diện cho tên thể loại game. Chỗ này chúng ta, cái link gốc của chúng ta là chúng ta gọi trang layout danh mục game online. Thì trong file .htaccess thì cái link gốc là link bên phải của chúng ta, là chúng ta gọi trang layout danh mục game online và chúng ta truyền card bằng đô la một. Thì có nghĩa là card này là đại diện cho ID thể loại game. Đây là link gốc, còn đây là link mà chúng ta mong muốn. Các bạn hãy lưu lại, sau đó các bạn hãy review lại trang chúng ta. Bây giờ các bạn hãy thử bấm vào game bắn súng thử, thì bạn thấy là bây giờ là nó đã ra được giao diện. Nhưng mà chỗ này nó mắc giao diện, chúng ta phải làm sao chúng ta sửa lại CSS cho trang này. Ở đây là chúng ta đang gọi trang là danh mục game online. Các bạn mở trang layout danh mục game online lên. Trong trang này các bạn nhớ là chúng ta đưa cái connection vào ở dòng đầu tiên này. Sau đó là các bạn hãy chuyển các file CSS của chúng ta sang dạng link tuyệt đối. Chỗ này các bạn hãy echo địa chỉ web vào. Ở đây chúng ta echo $URL. Mấy chỗ này là chúng ta cũng đưa địa chỉ website vào để đường dẫn link của chúng ta trở thành tuyệt đối, giống như là các trang trong màn trước các bạn đã làm. Ở đây chúng ta cũng chuyển thành link tuyệt đối. Các bạn đưa địa chỉ web vào, sau đó các bạn lưu lại. Bây giờ các bạn thử review lại trang của chúng ta, thì bạn thấy là bây giờ giao diện là nó đã lên được, nhưng mà đường dẫn link này là nó bị mắc mấy cái hình bên dưới này, do đó các bạn cũng phải sửa lại. Thì đối với trang layout danh mục game online thì chúng ta có gọi trang là các game theo danh mục. Bây giờ các bạn hãy mở trang các game theo danh mục lên. Trong trang này thì chúng ta cũng đưa vào đường dẫn tuyệt đối. Đây là đường dẫn tương đối. Các bạn đưa biến $URL vào. Đường dẫn tới thư mục game này là chúng ta cũng chuyển thành tuyệt đối cho nó. Thì đối với cái trang các danh mục game này, khi chúng ta bấm vào cái biểu tượng sợi dây xích thì bạn thấy là chỗ này chúng ta truyền thể loại game và mã số game đi. Thì cái link này các bạn cũng hãy rewrite luôn. Link này là chúng ta chưa rewrite. Link này là khi chúng ta bấm vào chúng ta xem chi tiết của cái game. Thì trong bài trước thì chúng ta đã rewrite rồi. Có nghĩa là chúng ta rewrite là dạng là game card X và game Y, sau đó là tên game. Do đó các bạn cũng hãy rewrite tương tự luôn. Chỗ này các bạn đưa địa chỉ website vào $URL. Chỗ này chúng ta truyền vào là game card. X này là mã số thể loại game, và cái ID này là đại diện cho cái game người ta bấm vào. Bữa trước là trong lần trước chúng ta truyền vào cái chữ là game. Thì đối với dạng link này là chúng ta truyền vào cái chữ game chỗ này, còn Y là mã số ID của cái game này. Sau đó chúng ta cần cái tên game. Chỗ này các bạn duyệt, sau đó các bạn đưa tên game vào, sau đó chúng ta chấm HTML. Đối với cái tên game này thì chúng ta cũng việc decode để chúng ta cắt bỏ tiếng Việt cho nó. Cái link này là các bạn đã rewrite rồi. Đây là cái link khi chúng ta bấm vào một cái game nó sẽ ra được chi tiết của cái game đó. Các bạn hãy copy cái link rewrite này, các bạn hãy dán xuống bên dưới này. Thì đây là cái link khi chúng ta bấm vào xem chi tiết của cái game, hay là chúng ta chơi cái game đó, thì các bạn rewrite tương tự. Cái link bên dưới này cũng tương tự. Chỗ này thì chúng ta chuyển thành tuyệt đối bằng cách chúng ta echo $URL vào.
các bạn dán cái đô la URL vào trước các file JS này. Vậy là trong trang này, đường dẫn khi người ta bấm vào một cái game để người ta chơi là chúng ta đã create rồi. Thì cái link này thì trong bài hình hôm trước là chúng ta đã làm rồi. Và chúng ta cũng chuyển được sang đường dẫn tuyệt đối cho các đường dẫn tới file JS và CS và đường dẫn tới game. Bây giờ các bạn hãy lưu trang các game theo danh mục lại. Các bạn review lại thử. Thì các bạn thấy là các game của chúng ta là nó đã lên lại được rồi. Nhưng mà cái hình của cái game này là nó hơi bị to. Do đó các bạn hãy kiểm tra lại. Trong trang này các bạn hãy gọi file VietDecode vào. Các bạn lưu lại. Các bạn review trang của chúng ta lại. Chỗ này các bạn nghĩ là chúng ta dư cái dấu nháy đôi chỗ này. Các bạn xóa cái dấu nháy đôi chỗ này. Các bạn lưu trang của chúng ta lại. Các bạn review lại. Chỗ này chúng ta đặt cái dấu nháy đôi vào đây cho nó đúng cú pháp. Các bạn lưu lại. Vậy là các game của chúng ta khi chúng ta bấm vào là nó đã play được cái game này. Và khi chúng ta bấm vào danh mục game thì bạn thấy danh mục game của chúng ta là nó đã lên được. Ở đây nó có bị lỗi về cái phông của danh mục game này. Các bạn hãy vào phần admin của chúng ta để chúng ta sửa lại. Vì cái database mẫu này là nó có bị lỗi phông tiếng Việt. Ví dụ như là game kinh dị này là nó bị lỗi nè. Các bạn hãy chạy login. Các bạn login vào admin để các bạn sửa lại phần danh mục game. Chỗ này chúng ta có game kinh dị, các bạn hãy sửa lại chỗ này. Các bạn sửa. Ở đây chúng ta vào lại cái phần game lại. Thì bạn thấy là cái game kinh dị của chúng ta chỗ này, bạn thấy nó đã lên được rồi. Game bắn súng này cũng bị sai. Các bạn chịu khó các bạn sửa lại phần database mẫu. Save lại. Các bạn review lại. Game bắn súng, game chiến thuật này cũng bị lỗi, các bạn sửa lại. Các bạn refresh lại. Game vui nhộn này là đúng. Game mô phỏng này là bị lỗi, các bạn sửa lại. Cái này là lỗi về phông tiếng Việt khi chúng ta nhập liệu cho cái tên danh mục game. Các bạn review lại. Game mô phỏng, game hành động này cũng bị lỗi. Chúng ta sửa lại. Game phiêu lưu này thì đúng. Game giải cứu này là cũng bị lỗi tiếng Việt. Các bạn sửa lại. Game giải cứu, game đua xe, game phòng thủ. Vậy là các danh mục game của chúng ta khi chúng ta bấm vào là nó đã ra được các game thuộc danh mục đó. Và link của chúng ta là link thân thiện. Và các game bên trong danh mục game này chúng ta có thể bấm vào chơi. Và cái link này bây giờ cũng là dạng link thân thiện. Thì đó là bài trình hôm nay của các bạn. Là các bạn hãy hoàn chỉnh phần rewrite tạo link thân thiện cho phần module game online. Chúc các bạn thực hành bài lắp này thành công. Chào các bạn.